der neueste Dachhauer. Die Hoffnung hat geteilt, soll zu euch geschehen. Die Menschen sind verkommen,真心大意多，相似都得两样。逃避过，迷惑过，亦是可找到曙光。让你共我有真心欣赏，共你有过时光是最美欣赏。你是我真，你再可遇上，别怕再次受伤。连你连假装，悔恨极难受，就算被原谅，让我对你道出我穷尽希望。虽然幻想雾里找路向。Vừa coi tivi biết là các sếp đang tập nã nó. Đằng kia nó đã giật súng chỉ ngay tôi sợ là bị giết bịt miệng cho nên mới bỏ chạy ngay đó mà. Cảnh sát đây, ngưng đánh bài. Nhận đáng không vậy? Quỳ, trước đó con thì không biết chuyện của hắn sao? Wow, nó đưa tiền cho tôi thì tôi ngủ với nó. Tôi đâu có biết nhiều chuyện như vậy chứ. Như vậy thường ngày hắn hay lùi tới với thứ gì hả? Thưa ông, mà theo tôi vô đây. Cũng là bạn xôi thịt thôi. Đôi lúc á thì có hai thằng đó lộ mặt. Có biết hai thằng đó tên gì không? Đâu có biết họ tên gì chứ. Ý, nhưng mà có một người, người chú như là ở thổ Hoa Hoành, mở tiệm thuốc bắc, tên là Hạnh, Hạnh gì đó. Mì đây. Cảnh sát, cảnh sát. Sếp hai, tới chỗ của tôi là lớn quá làm gì? Làm tôi mất nghẹn, anh không có mạng đền đâu. Im miệng đi. Có quen Mã Chí Hào không? Nè, nói thiệt nha, tôi không có quen thân với thằng đó đâu. Các người đừng có coi tôi như là đồng lõa của hắn chứ. Bây giờ tôi cũng là kẻ bị hại mà. Anh có hiểu không? Cô Trần à, cô đừng có lo. Cảnh sát chúng tôi chỉ là muốn hỏi thêm về chuyện của hắn mà thôi. Có gì mà thấu hiểu chứ. Nói thiệt điên rồi mà. Alo Trần, anh đây. Bây giờ anh còn điện thoại cho tôi làm gì? Xin lỗi, vừa rồi anh chỉ là nóng nảy nhất thời. Nhưng mà anh không có lòng làm cho em sợ đâu. Anh thiệt không có lòng làm cho em sợ đâu em Trân à. Em đừng có giận anh nha. Anh không có lòng á thì đừng có phá tôi nữa mà. Cô Trân, anh biết là em cần tiền thôi. Anh hứa với em, từ nay anh sẽ kiếm nhiều tiền để mà chuyển qua trương mục của em. Trân à. Anh điên rồi, anh mất dây rồi hả? Cô Trân, nó bị điên mà. Thôi chết rồi, bị hư rồi. Sao hả? Điều tra được gì không? Nhưng mà chúng tôi biết được hắn lấy thuốc ở nhà thuốc tây nào. Chúng ta có thể lên kiếm. Được, coi như mua bảo hiểm. Đừng có đặt kỳ vọng cao quá. Bây giờ có nhiều người đang tìm Mã Chí Hậu. Nếu tôi là nó tôi không dạy dột chạy dỗ của mình đâu. Nè 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 nè, anh không như vậy là biểu tôi đi chứ. Cô hai đừng có quảng hốt. Tôi cho cô cái máy gọi. Có gì là gọi tôi ngay. Ờ, bây giờ vậy là chết rồi. Lỡ như nó đánh tới rồi tôi làm sao? Tôi gọi điện thoại nhắn tin cho anh hả? Thôi đừng, tôi phải kiếm cấp trên của anh để nói với tôi. Anh đó nha, anh cao cấp hơn ảnh mà. Anh làm ơn cho người bảo vệ tôi đi. Chuyện gì vậy cô Trân? Cô đừng có lo. Bây giờ Mã Chí Hào là tội phạm tập nã. Tôi tin rằng hắn không có dám quấy rầy tới cô nữa đâu. Tin cái gì? Tin Giê-xu hả? Vừa rồi anh đâu có phải là không thấy. Tôi vừa báo cảnh sát thôi, hắn lại điện thoại cho tôi ngay. Có gì mà hắn lại không dám? Hắn điện thoại cho cổ hả? Kể cái là cô này vừa rồi đã dùng bể điện thoại của mình. Bảo hại chúng tôi theo dõi cũng không được. Nè, con người mà, dễ bị động thôi. Lên nhà cổ thăm điện thoại. Báo với công ty điện thoại chúng ta phải thay đường dây cổ. Yes sir. Ờ, người thì sao? Chú Long, chú Long nha. Tôi Sếp Lương à, mấy hôm nay chú Long đã không về nhà. Tôi muốn ông được về nhà thăm vợ con chút. Mọi người đều bận công tác không thể về nhà mà. Nhưng mà bỏ đi Trung à, làm việc thôi, tôi không sao đâu. Anh không sao thôi, tôi có sao đó. Anh phải kiếm người trẻ tuổi chút chứ. Xứng với cô đó. Nghe chưa, xứng với cô đó, đi đi. Thưa ông, có 10 đồng lẻ không vậy?
anh nè. Lấy hết tiền ra. Ờ được, tôi lấy. Lấy hết tiền ra. Được, tôi lấy. Nè. Số cả số mấy? Để cả tôi xin anh. Số mấy? Thưa ông muốn rút tiền hả? Xin chờ chút. Chị thiệt là hay rồi, chị Trân à, đi đánh bài cũng có cảnh sát đi theo. Chúng tôi làm sao mà chơi lại với chị được. Nè, vừa rồi đã ăn tôi mười mấy đế rồi, bây giờ còn nói mát tôi nữa hả? Nói mát, bấm tiền cho tôi mau đi, để tôi còn trở lên trển nữa. Ở trển có máy lạnh thì mát, thời tiết gì mà nóng nực như gì chứ. Thiệt là chán quá. Nói thiệt chứ, hộ khẩu của tôi còn ngần mấy bạc thôi, chị chờ được thì chờ. Lần nào chị cũng nói vậy mà. Quê chị Trân à, chị chơi gì đây? Gia tài của chị tới 50 mấy ngàn lận, sao còn phải thiếu tiền của tôi chứ? Thằng cảnh sát đi theo tôi đâu? Đi mua thuốc hả? Phải. Để lát đừng có nói với hắn là hộ khẩu của tôi có tiền nha. Ok. Được rồi. À, chị có biết không? Cái thằng đó mở công ty hộ vệ. Để lát chị hỏi thì đừng có hỏi những câu về trị an nha. Nó thiệt là rành lắm. À, nếu không sẽ bị bí lỗi đó, ông có biết không? À, chị cứ đặt vấn đề bọn bán hàng rong ngoài phố là được rồi. Ờ. Hả? Anh Suya. À, sao anh ở đây vậy? Tôi cũng định hỏi anh. Hôm nay ngày đầu tiên đi làm hả? Phải à, cả đám anh em tới ủng hộ tôi, cũng coi náo nhiệt luôn à. Gì? Wow, thì ra cái thằng già mập đó là bạn già của anh. Ờ, thì ra cái người ứng cử đó là ông trưởng ấp, vậy mà anh đi ủng hộ ổng à? Vậy là phải rồi, thì thằng khờ đi giúp thằng khờ mà. Anh thì là không may rồi, xui gia của anh hả? Anh nói cái gì? Anh lại tới nên bợ hả? À, mỗi người một chủ thôi. Wow, lần này á lên nhậm xe giặt rồi, đừng có làm gì cho hắn, trở qua bên tụi đi. Anh thì là điên mà. Anh Thiên với anh Sâm là bạn già lâu năm đó. Qua giúp thằng khờ của anh hả? Có phải không? Quay quay, đây là xã hội dân chủ, có thực lực thì sẽ thắng mà, anh coi. Được. Các vị, hôm nay chúng tôi thiệt hoan nghênh ông Diệp Thắng Thiên. Hoan nghênh. Và ông Trần Bỉnh Siêu. Hoan nghênh. Đã tới đây dự đại hội trả lời câu hỏi. Tin chắc các bạn ở đây đều dành về hai vị ứng cử viên này. Và tôi cũng không cần nói thêm nữa. Và bây giờ chúng ta chính thức bắt đầu đại hội trả lời nha. Có ai hỏi gì không? Ông Siêu ạ, theo như tôi biết ha, cái tiệm ăn mà ông mở thì không có phước lợi nhân công. Bây giờ ông làm sao mà tốt phước lợi cho người già trong khu vực của chúng tôi? Còn nữa, cái dãy nhà cũ đằng sau phố, chính phủ cứ đòi dỡ đi để xây nhà giết trâu. Theo tôi biết thì ông có hai căn nhà ở đằng đó. Nếu như người ta trả thêm tiền cho ông, ông có bán hay không? Nếu như ông bán thì phải báo cho bà con biết trước, chừng đó sẽ chống chọi tới cùng. Còn nữa, ông nói phải làm tốt vấn đề vệ sinh trong khu, nhưng mà hôm đó ngoài phố thấy ông càng nhổ bừa bãi. Wow, cả một muỗng canh đờm luôn đó. Như vậy sao được chứ? Được rồi. Bây giờ chúng tôi xin mời ông Diệp Thắng Thiên sẽ trả lời mấy câu hỏi này nha. Khu này ở trị an kém lắm. Ông Thiên, ông nghĩ sao? Tôi đã có họp với quan chỉ huy ở cái khu này rồi. Đã có bàn thảo qua. Bên cảnh sát sơ bộ thì đã có hứa rồi. Từ nay sẽ phái thêm người xuống các khu để mà tuần tiểu. Nhất là mấy cái điểm mù mà thanh thiếu niên thường hay tụ họp. Thí dụ như là cái gì trung tâm mỹ thuật ở Thường Xá đó, ở trung tâm chơi game, công viên chẳng hạn. Tin rằng không bao lâu nữa vấn đề trị an sẽ được khống chế. Hay quá. Xin hỏi ông muốn hỏi gì? Nghe ông nói như ông thì có cao kiến như những vấn đề thanh thiếu niên. Cảm ơn quá khen. Tại vì lúc xưa tôi đi cảnh sát, chuyên môn bắt những phần tử xấu ở trong nhà trường, cho nên thì có kinh nghiệm phong phú về cái mặt này. Tốt lắm. Tôi chỉ lo là ông biết trách người ta, không biết tự trách mình. Wow, nói gì đây?
Nói gì hả? Cái người có biết không? Đứa con gái của ổng là gái hippie. Uống thuốc gì mà đánh lộn hả? Ít khi về nhà đó. Nói ẩu vậy. Hay nhà còn ổng vậy. Vô con luôn anh đó. Nó còn nữa nha. Hôm trước cả mày hổng nắm nó. Bà có nói không có là không à. Được thôi à. Có đâu à. Bậy bà không à. Hắn có không nha nội. Có chứ hoài. Phăng ra đây nha. Phải không chứ? Thiệt đó mà. Rồi. Phăng ra đi. Ông đang dạy đứa con của mình chưa xong hay làm sao mà đi làm tốt trị an chứ? Nè, anh bịa chuyện gạt người. Hờ, cái anh mập á, đích miệng nói với tôi đó. Anh mập à, nói đi, tôi có bịa chuyện gạt người ta không? Tôi hai bác à, hay là chúng ta kêu đoàn đi nha. Phải rồi, kêu sao bổ lượng đi, để cho ông được hạ quả. Cháu à, kêu cho bịa cho ông xúc miệng đi, hồi miệng quá đi à. Gì? Hai anh đã tới hả, sao đúng giờ vậy? Chú xong khỏe không? Giờ rồi cháu với má đã bàn với bộ trưởng. Ông đi viết đơn cho mình coi. Chú coi lại nha. Được rồi, chị không có ý kiến á thì tôi cũng không ý kiến. Không có được đâu. Tùy nói là người nhà ăn cơm với nhau. Anh là nhà trai, phải do anh quyết định mới được chứ. Chị không cần khách sáo đâu. Tôi thiệt bận rộn quá, chị lại phải bôn ba cho tôi à. Chị xa lạ như vậy tôi càng thấy ngại hơn. Miễn là chị với vợ chồng thằng Thái quyết định đi nha. Được coi coi. Quê, sao còn có gì cả? Ba à, ngăn một cái phòng nhỏ đãi hai bàn, người nhà ăn cơm thôi, khỏi mà. Ba biết dù sao á, làm đám cưới á, mà phải có gì cả mới được chứ. Hai các người nói đi. À đúng lắm, thêm gì cả. Uầy, cái gì vậy? Heo sữa tạp cẩm hả? Cần chi tạp cẩm chứ. Heo sữa thì heo sữa toàn phần, nghĩa là nguyên con có hai cái mắt chớp sáng lìa lìa đó mà. Ông à, bộ biểu diễn hay sao? Hey, bà có hiểu không? Cái gì á, bình an lạc hoàn chỉnh. Người làm việc phải hoàn chỉnh. Thì con heo sữa cũng phải toàn phần. Được mà, heo sữa nguyên con. Cặp mắt chớp chớp. Anh Trung à, hai ổng ngồi xuống là vậy đó. Hết cách thôi. 1117 hay dài như là mấy cây gai, mấy cây kìm châm lên mình châm thịt. Thì không tốt lành gì hết. Ông thì à, tốt lành. Ông à, mấy con số thôi, đừng có kiếm chuyện mà. Làm đám cưới mà phải lấy ý hên chứ. Quay Trung à, biểu bộ trưởng á, sở thành à, 8888 đi. Nè anh Suya, tôi nhận anh lâu rồi nha. Anh muốn lấy le cái gì đây hả? 8888 mà. Thôi bỏ đi, chú với bà cháu thiệt gì là kiếp trước có thù oán với nhau vậy đó. Như là kẻ thù kẻ giết cha, còn kẻ kia là giết cả người nhà. Chú Sâm à, không thể nói như vậy đâu. Thật ra ba của cháu với chú cũng là nóng tính thôi mà. Trung à, nói thiệt nha. Hôm xưa chú bị trúng đạn, bị ép hồi hù. Má của thằng Thái đã cải tạo chú như là con cù non vậy. Nhưng mà chú thiệt không hiểu bà của cháu à. Như là cái đại hội trả là hồi trưa đó. Khi không ổng gán tội cho chú à. Như vừa rồi ổng là kiếm chuyện gây với chú. Thử hỏi chú có bực bội hay không chứ. Cháu công bình nói đi. Chú Sâm à, cháu hiểu được tâm trạng của chú. Cháu chỉ lo là chú cứ gây tiếp với bà cháu như vậy á, tới chừng thằng Thái với con Huệ về tới thì khiến cho tụi nó khó xử thôi. Hey, vậy cháu đừng có lo, chú là người thẳng thắn mà. Bụng làm dạ chịu, không có làm khó bọn nhỏ đâu. Chú Sâm à, cháu không phải ý này. Thật ra ý của cháu là mong chú mai này ráng nhịn bà cháu một chút thôi. Nhịn? Thì ổng thiệt có lỗi mà, cứ để ông làm phách hoài sao hả? Chú Sâm đừng có lo, không có nhịn lâu lắm đâu. Tới chừng con Huệ về tới hả, bà cháu thì sợ con Huệ nhất. Chuyện đó con Huệ sẽ bình cho chú mà. Chú làm cha chồng nhất định sẽ lấy le lại, đúng không? Bữa này cháu đãi nha. Trân, anh muốn cùng với em dọn ra ngoài. Anh muốn cùng em, cùng thằng B và thằng Bo đi Macau chơi, cùng nhau đi ăn đồ, cùng nhau đánh cột. Trân, em nhớ chờ anh nha. Khi anh để dành đủ tiền, anh sẽ đón em rời khỏi Hồng Kông, đi Âu Châu chơi một tháng, một năm. Phi Châu hả? Nóng chết em đó, đi Phi Châu. Trân, anh không bỏ em lại một mình đâu. Em chờ anh.
lấy hết tiền ra. Anh bạn, anh thì to gan, dám giật tiền của tôi ở khu này, có biết tôi là ai không? Hả? Ta kêu mày lấy hết tiền ra. Số mòn mã số mấy? Anh bạn, anh đừng có quá đáng nha. Lấy tiền xong rồi đi đi chứ. Đây ra chuyện gì? Chuyện gì? Ta bị giật bóp. Quay Chết đi Dám giật tiền đại ca tao hả? Mày ngon thiệt, đập chết mẹ mày. Mời ông tự nhiên, bên trong còn có nhiều cái mới lắm. Thưa ông, mời tự nhiên, nhẫn này đẹp lắm. Thưa ông cứ coi cho kỹ, loại nhẫn này rất là đẹp. Có loại có nhẫn hột sòn, chỉ có ngàn mấy bạc thôi. Tặng cho bạn gái làm quà sinh nhật thiệt là tốt lắm đó. Tôi sẽ tính rẻ cho ông, chỉ cần ông thích là được rồi. Ông cứ việc coi cho kỹ, ông thích loại nào cứ nói với tôi. Tôi dùng để làm đám cưới. Ê, làm đám cưới hả? Thiệt hay quá. Chúng tôi vừa bán hết, chỉ còn dư lại có một chiếc mà thôi. Phía trên lại có nằm hột xoàn. Ông coi nè, đẹp ghê chưa? Nha, ông à, ông còn chưa trả tiền đó. Vậy đây, muốn giật đồ hả? Trả lại tao. Sao các người đi theo tôi? Cô hai, cô quên rồi sao? Trước kia do cô chủ động kêu chúng tôi bảo vệ cho cô mà. Còn nữa, lần trước ở dưới nhà cô đánh lạc hướng anh em chúng tôi chưa nói đó. Bây giờ tôi không cần các người bảo vệ nữa, các người đi đi. Xin lỗi cô Trần, cho dù bây giờ cũng không cần người bảo vệ, chúng tôi phải cản cô. Tại vì chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan tới mấy vụ cướp bóc ở ngoài phố. Làm việc theo chúng tôi về giúp việc điều tra. Tôi đã nói nhiều lần lắm rồi, Mã Chí Hào chỉ là một người đàn ông của tôi thôi. Nó đi là chuyện của nó, không mắc mớ gì đến tôi mà. Lần trước tôi sợ quá, mới kiếm các ông sếp để giúp thôi. Mất công thằng khờ đó cứ quấy rầy tôi. Bây giờ nó làm cái gì tôi đâu có biết. Rồi nó cướp cửa giết người, sếp cũng đổ tội lên tôi hay sao? Không mắc mớ cô, chúng tôi đã điều tra ra rồi. Mấy hôm nay hộ khẩu của cô khi không có thêm mấy chục ngàn, sao không mắc mớ tới cô? Hộ khẩu của tôi là chuyện của tôi. Kép tôi thứ sang tiền cho tôi không được hay sao? Không có tự do hay sao hả? Chú Long, lập tức vô sổ, gọi luôn các luật sư ở bên tiêu luật tránh qua, coi làm sao thưa tờ cổ đi. Nè, khi không thưa tôi tội gì chứ? Tiếp tang vật. Tiếp tang vật gì chứ? Tiếp tang vật ai? Đừng có gán tội tôi nha. Tôi nói cho cô biết nha, mấy hôm nay Mã Chí Hào giật tiền ngoài phố, chúng tôi đã có chứng cứ. Còn về bên ngân hàng, do ngân hàng nào chuyển tiền qua hộ khẩu của cô á, chúng tôi đã điều tra ra. Truyền hình bấy lâu cũng chụp được rõ ràng ai đã chuyển tiền cho cô. Cô coi đi, cô đã có rút tiền, có coi qua hộ khẩu, nhưng mà không nói với cảnh sát chúng tôi. Chỉ là điều này cũng đủ cho cô bị tù mấy năm rồi. Nè cô Trần, quan hệ giữa cô và Mã Chí Hào không phải đơn giản như cô nói chỉ là giao dịch. Về cái chuyện này á, cô đã không nói với cảnh sát của chúng tôi. Người đẹp, chú Long này thiệt hơi lớn tuổi, không được cô thích. Nhưng mà tôi cũng khuyến cáo cô một điều, nói láo với cảnh sát chẳng được lợi gì đâu. Chúng tôi đã báo cáo với các chi nhánh để ý tới hộ khẩu của cô Trần. Nếu như có ai chuyển tiền vào, chúng tôi sẽ đánh cầu giờ trong lúc làm thủ tục để báo với cảnh sát. Giám đốc, xin cảm ơn ông. Không có chi. Thank you.
Anh Minh. Một phút, cho óc của tôi nghĩ một chút, ok. Không phải đâu anh Minh. Người kinh lý của anh gọi điện thoại tới, anh nhớ xác định lại giờ với người ta nha. Tôi biết rồi, nhưng mà cái đám người mới này anh nghe trước đi, chọn lọc rồi mới đưa tôi chứ. Ê, cà phê đen nửa muỗng đường, đừng có nặng tay quá, ok. Ông Hồ Đồng Minh phải không? Là tôi. Chuyện gì? Ông Minh, tôi là thanh tra Quỳnh Trí Trung của Âu Kỷ. Hai ông sếp này chờ anh đã lâu rồi. Hi, hoan nghênh các bạn đón nghe chương trình Đêm Mê Tình. Chương trình tối đêm nay của chúng ta hơi đặc biệt một chút, bởi vì tôi có một người bạn rất đặc biệt đã lên đây và muốn cùng các bạn ở bên cạnh radio chia sẻ câu chuyện của cổ. Hay là bây giờ để tôi giới thiệu người bạn đặc biệt của tôi trước nha, để cô ta có thể chào hỏi với các bạn, có được hay không? Hi, tôi là Trân. Thực ra cô ta hẹn tối nay cùng với một người bạn để an bài cho tôi có một sự tình cờ ngẫu nhiên. Nghe cô Trân nói, bạn trai của cổ là anh Hào rất thích nghe chương trình của chúng tôi, nhưng mà anh Hào đã bị mất tích. Cô Trân thật là lo cho anh ta lắm, cho nên cổ muốn nhờ chương trình Đêm Mê Tình này của chúng ta để mà liên lạc với anh ấy. Anh Hào, em biết anh có nghe chương trình này, cho dù anh giận em cách mấy đi nữa, em chỉ là lo lắng cho anh. Anh hãy điện thoại lên cho em nhờ. Em chỉ cần nghe được tiếng của anh, biết anh không sao là cũng đủ rồi. Đúng vậy. Anh Hào, nếu như anh đang nghe đài của chúng tôi, xin anh hãy điện thoại lên đây. Tôi nghĩ là cô Trần muốn nói chuyện với anh lắm. Trong lúc này, tôi nghĩ hay là mình nghe một bản nhạc trước nha. Và bản nhạc này chỉ dành riêng cho hai người họ. Lần này tôi bị mấy ông chơi chết rồi. Ông Minh đừng nói vậy. Ông có biết không, ông điện thoại với tội phạm tập nã đó. Không chừng chương trình của ông sẽ trở thành một chương trình nổi bật nhất ở Hồng Kông. Ảnh mà gọi điện thoại lên đây hả? Thì sẽ biết tôi hẹn với ai làm ăn khách mà. Ảnh tình đó, bây giờ biến thành con điếm mà không biết, còn phải trò chuyện tới bao lâu? Không có chúng tôi làm điếm, đàn ông các anh đi đâu có vui sướng chứ. Ông Minh à, ông đang hợp tác với cảnh sát thì làm ơn hãy nhẫn nại chút, sẽ có điện thoại đánh vô bất chợt. Có ngộ ông vậy không chứ? Trung, tôi ra ngoài điện thoại cho tôi rồi. Alo, Đêm Mê Tình, tôi là bạn thân của anh Minh. Xin hỏi bạn là ai vậy? Alo, tôi là Hào, cô Trân đâu? Tứ đồ, đã đến tới, lập tức theo dõi. Anh Hào hả? Trân, em không gì chứ? Xin lỗi nha, lần trước anh thiệt không có lòng đâu. Em có nhận được tiền của anh không? Trân à, Trân. Dạ có. Chuyện gì? Em như là không muốn nói chuyện với anh hả? Trân, Trân à. Anh đừng có nóng lòng mà. Có lẽ cô Trân đã mừng tới xúc động, cho nên không biết phải nói gì với anh. Phải không cô Trân? Trân à, có phải không? Dạ phải. Anh Hào, bây giờ anh ở đâu vậy? Em thì bận tâm cho anh à. Anh là bạn trai của em mà, dĩ nhiên em phải bận tâm tới anh chứ. Vậy có nghĩa là em chịu thứ lỗi cho anh hả? Thực ra tình cảm của hai người đâu cần ai phải thứ lỗi cho ai. Alo, tôi đây, tôi tới ngay. Cảnh sát, đứng yên nhờ. 2646-5298, điện thoại phòng nào? Căn phòng sau chốt. Em nhớ gọi điện thoại cho anh nha. Trân. Anh sẽ chăm sóc cho em suốt đời suốt kiếp, không để cho em bị sợ đâu. Không để cho em bị lạnh, không để cho em bị bệnh, không để cho em giận đâu. Anh sẽ khiến cho em được vui vẻ. Trân à, anh đã hứa với em, anh nhất định không chết sớm hơn em đâu. Anh Hào, bây giờ em thiệt mong được gặp anh đó. Em thiệt không giận anh nữa hả? Anh biết đám cảnh sát không ngăn cản được hai đứa mình đâu. Bây giờ không ai có thể ngăn cản được mình nữa. Alo, alo, sếp Lương hả? Phải. Trung đây, chúng tôi đã tới hiện trường nhưng không phát hiện mặt Chí Hào. Tôi nghĩ là hắn đã kéo dây điện thoại ở hiện trường và điện thoại cầm tay.
Nói tiếp đi. Nếu như hắn dùng điện thoại cầm tay, mình vốn không có theo dõi được vị trí của hắn. Trân, bây giờ anh thiệt mong được gặp em. Anh hứa với em, từ nay không giận em nữa. Chi? Chương trình này có nhiều người đang nghe mà. Anh đừng có như vậy nha. Khờ quá, đâu có sao chứ. Nè, bây giờ em thử gật đầu đi. Anh sẽ nhìn thấy em đó. Trân à, bây giờ mình gặp mặt rồi. Tại sao? Ra đây! Anh có gì không tốt với em? Tại sao em lại gạt anh chứ? Anh không có gạt tôi sao? Anh là đảng mê hồn, anh là trộm cướp. Kẻ gạt người là anh chứ không phải là tôi. Em nói anh gạt em hả? Anh có mua nhẫn cưới. Anh có mua nhẫn cưới nè. Anh có mua nhẫn cưới nè. Anh không có gạt em. Không có. Tránh ra đi. Đừng quấy rầy tôi nữa. Tôi không có chịu sống chung với anh đâu. Từ đầu chí cuối tôi không hề yêu anh. Tại sao em không yêu anh? Em vốn thuộc về anh mà. Em vốn thuộc về anh. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Hello. Dạ dạ được, dạ được. Anh Trường, chuyện lớn rồi. Mã Chí Hào đã tới đài phát thanh để gây chuyện lớn. Bây giờ số lượng đang chống chọi với hắn là bệnh. Lập tức gọi thằng Thành với tôi đầu về hiện trường giúp một tay. Yes sir. Bây giờ em không cần nói gì hết. Anh không muốn nghe nữa. Anh đã nghe quá nhiều rồi. Anh từ đầu chí cuối vẫn chỉ là yêu em thôi. Tại sao em gạt anh hết lần này tới lần nọ chứ? Tại sao em lại không nghĩ tới ở trên thế gian này có một người yêu em và quý em, có thể vì em làm bất cứ chuyện gì? Tại sao em không biết quý anh? Tại sao em không hề quý anh chứ hả? Tại sao? Nói em nói đi. Trân, tại sao? Mã Chí Hậu, các người đừng tới quấy rầy chúng tôi. Đi hết đi. Chí Hậu, tôi là sếp lương của Hồ Ký. Tôi không có ý gì hết. Tôi chỉ muốn nói với anh vài lời thôi. Tôi không có gì nói với các người đâu. Các người đi hết đi. Đi hết đi. Tôi muốn anh quay trở lại. Cô Trân cũng mong anh như vậy mà. Tin tôi đi. Các đồ ở đây giao cho bên quân trang đi nha. Bên đài phát thanh bây giờ đã sụp nhà chết người đó. Anh Trung, nói đi. Túi đồ đó đã giao cho anh em đem về tổng bộ. Gọi chị Mỹ của khoa giám chứng về quá nghiệm cho mình. Nhưng mà chưa có kết quả. Anh Trung à, chuyện gì? Bây giờ không phải là lúc lấy chứng cớ để kiện thằng đó xì kè đâu. Tìm ra được rồi. Cái túi đó là thuốc độc. Hắn nghĩ cái túi đó là thuốc độc. Hắn đã viết lá thư này là nhắm có người trúng chiêu. Vậy nghĩa là có một bao nước trà chanh có thuốc độc ở ngoài thị trường. Hãy mau báo cáo cả câu chuyện tới sứ lần ngay. Thông báo tới tất cả nhà thương để chuẩn bị. Yes sir. Bà Chí Hậu, tôi biết là một người không dễ nản lòng như vậy. Chuyện gì cũng có hy vọng, tôi biết anh tin mà. Tôi chỉ hy vọng có một ngày con Trân không gạt tôi nữa. Anh có nghe hay không? Tôi đã nhịn cổ hết lần này tới lần khác. Tôi cứ mãi chờ tới ngày hôm nay.
Tôi coi như là không hề xảy ra chuyện gì. Tôi vẫn yêu thích cậu, như vậy có lợi gì chứ? Vô dụng thôi mà. Rốt cuộc thì cậu cũng cấu kết với người khác để mà hại tôi thôi. Tại sao? Tại sao chứ? Anh nghĩ không gây hại sức khỏe người khác hay sao? Không có. Anh có. Tôi không có. Anh có. Không có. Đừng có dại dột nữa. Hả? Tôi biết anh không muốn gây hại tới người vô tội nữa. Tôi biết mà. Chúng tôi và cô Trân đều làm như vậy bởi vì chúng tôi muốn giúp anh thôi. Nếu như bây giờ anh bỏ xuống và bước ra thì anh vẫn có thể quay trở lại. Bên ngoài này có rất nhiều người, anh không thể chạy thoát được đâu. Tại sao anh tự ép mình đi vào con đường cùng chứ? Sao anh không cho mình một con đường sống hả? Trước kia anh làm ở sở trường giáo, anh biết nhìn người mà. Hơn nữa trên thế gian này không phải những người làm lỗi đều là những kẻ ác gian. Có rất nhiều người biết ăn năn hối cải và trở lại làm con người, bởi vì họ chỉ đi cái bước sai đầu tiên thôi. Nếu nhìn muốn, anh có thể quay trở lại mà. Tại sao anh không làm chứ? Tôi hiểu được cảm giác yêu một người như thế nào và bị gạt xé ra sao. Và tôi cũng hiểu, nếu bây giờ kênh bỏ người mà yêu, anh thật sự không thể làm được. Bởi vì nếu không có cổ thì anh cảm thấy sống trên đời này không có ý nghĩa gì nữa. Có phải như vậy không? Nhưng mà trước kia anh đã từng tha lỗi cho cổ 5 lần 7 lượt. Vậy thì tại sao lần này anh không thể bỏ qua thêm một lần nữa hả? Mã Chí Hậu, anh thả cô đi. Nghe tôi nói, thả cô ra đi. Coi như là cho cổ thêm một cơ hội để chuộc tội. Nếu như cổ thấy đáng, cổ nhất định sẽ chờ anh. Nếu cổ không chờ anh, cho dù anh có giữ cổ bên cạnh cũng đâu có nghĩa gì, có phải không? Mã Chí Hậu, anh đừng có suy nghĩ nhiều nữa, đừng có chần chờ nữa, tin tôi đi. Anh quay lại kịp mà. Trung à, túi đồ rác này kiếm được trên lầu. Ê, cùng lấy thôi làm tiền. Bị nhân này chắc là mua nước trà chanh. 6:30. Chết rồi, bà con đã ra phụ. Wow, sáng sớm tới đây rồi à? Không mát hả? Sao dở quá vậy? Chuyện gì đây? Trời nóng nực như vậy à? Tốt nhất là trời mưa to, vậy là cảm ơn trời đất. Đừng bao giờ à, nếu trời mưa thì đâu có ai tới bỏ phiếu chứ. Nè, từ từ nha, từ từ. Ê, bắt anh khuôn vác như vậy à, thiệt xin lỗi nha. Thôi, lãng gì với nhà mà không có sao đâu. Miễn là để lát khi nào kéo phiếu thì Thành phải sốt sáng chút nha. Không cần cái sáo với bọn nó đâu, cho biết không? Phải. Nè, đi bầu đi. Anh Sam mà uống nước nha. Anh Sam mua nước uống. Được.
Quê dán cho ngay cột chặt một chút nha. Sao hai anh còn đứng như khúc gỗ vậy? Ra xe lấy truyền đơn đi phát đi. Ê, chưa 8 giờ mà đã nóng vậy rồi. Lát nữa 12 giờ không biết làm sao đây. Nè, bọn thằng Bảo nó là ra mua nước uống đó. Anh cho họ đi hả? Không có vấn đề gì hả? Đương nhiên là có vấn đề. Tụi nó diện cớ lười biếng thôi mà. Anh già rồi đừng có ngây thơ quá. Nếu như anh không ngây thở thì đâu có nghe lời của anh. Đương nhiên là nghe lời tôi, không lẽ nghe anh hay sao? Nè anh Xui, anh lại tới kiếm chuyện hả? Quầy, có đào sẵn mấy cái bạn ở nhà hàng nào không? Có cũng không nói cho anh biết đâu, anh đâu có phận. Không phải, tôi mới biết chỗ trước thôi. Nếu không để lát chúng tôi ăn mừng mà bàn kế bên như là đưa đám thì thiệt là không có hay. Anh Xui à, bây giờ chưa biết anh trúng tuyển mà. Anh đi quá trớn á, coi chừng để lát không thể quay lại à. Biên nhận này là của tiệm chúng tôi. Khoảng chừng 3 giờ trưa ngày hôm qua tới đây mua. Có thể biết là đã mua gì không? 3 đồng 8 nhân 30. Chắc là mấy hộp nước uống mà. Xanh à, mình có nước uống gì 3 đồng 8 một bao đây hả? Không được rảnh. Cho dù mình biết Mã Chí Hào mua ở đây, cũng không biết hắn đã đem cái bao nước có độc bỏ vào tiệm tiện lợi nào. Ủa tại sao nó tài chanh không đúng số vậy? Tối hôm qua còn 10 thùng mà. Thì bây giờ cũng vậy. Bây giờ cũng vậy, vừa rồi đã bán 1 thùng ra ngoài mà. Ồ, Bắc Hai có trạm bầu cử đó. Mấy bao trà chanh bỏ độc đều bỏ đi. Cô Hai à, 10 thùng đồ hộp này không được bán nha. Tại sao vậy sếp? Lên tịch thu, bộ muốn chết người hay sao? Chú Long à, Mã Chí Hào đã lén bỏ lại nước trà chanh ở nơi đây, cho nên họ đã dư ra 1 thùng. Anh Trung, dù sao đã bán ra 1 thùng. Giờ rồi chưa nói cái trạm đầu phiếu ở đâu. Nhớ đi bầu nha, đi bầu nha. Cảm ơn, cảm ơn. Nhớ đi bầu, cảm ơn. Hầu giùm tôi nha. Đi bầu nha, bầu nha, bầu nha. Ê, sao nóng nực quá vậy? Ê, wow, các người xuống giúp tay có được hay không hả? Chúng tôi uống miếng nước mà. Quầy, khát nước mà. Khát cái đầu mày. Anh Xui à, anh cũng vất vả rồi, uống hộp nước đi. Được. Từ từ uống nha. Chú à, ba tôi đâu? Kìa, đang ngồi trên xe uống nước đó. Ba, đừng uống. Đừng uống. Nhưng sao tới bỏ phiếu sớm vậy? Thì ra bác đã mua hả? Ba, cái thùng nước trà chanh này có ai uống qua chưa vậy? Chuyện gì? Chúng tôi nghi ngờ có người đã bỏ thuốc độc vào. Chủ quý à, mai là đạt chú kịp thời. Tôi đã uống một miếng rồi. Cái gì? Đáng đời mà, thường ngày cái miệng hay nói xấu. Ông Hiền à, cái ba của ông. Đừng có lo, bao này tôi không có lấy ở thùng này đâu. Anh Hiền à, nước chanh của mình đã uống hết từ lâu rồi. Hả? Ba bao lúc nãy cũng lấy ở đây đó. Chú Long à, đã mất đi 15 hộp, mau mua hết mọi người ra. Yes sir. Cất mèo, đi mua sữa tươi với lại gọi xe cứu thương. Yes sir. Bác Hiền, ba nghỉ chút nha, không gì đâu. Nè, cô chờ ông nha. Được, được, được. Qua đây. Ai đã uống nước trà chanh, mau bước ra đi. Ai uống trà chanh, mau ra đi. Mau đi. Mau bước ra đi. Mau bước ra đi. Ai đã uống nước trà chanh? Dạ tôi có. Bước ra ngay. Ai uống nước trà chanh? Trùng à, tôi có uống nè. Tôi còn lấy hộp và cho thằng con tôi uống đó. Nó đâu? Con tôi mặc áo đỏ quần xanh, đã chạy xuống dưới rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Em nhỏ à, cô uống chưa vậy? Cả hai đều cứu không được. Rồi bây giờ xích lương ra sao? Ông không nói năng gì cả, tôi đâu biết chứ. Hoàn cảnh bên anh thế nào? Chắc là không có ai mắc bẫy. Thì không ngờ xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nói lại với xích lương là tôi lo xong cái việc ở bên nhà thương là sẽ trở về với báo cáo cho ông. Được. Thôi chào nha. Ba, bây giờ đi nhà thương kiểm tra nha. Yên tâm, không có gì đâu. Bà chống nổi mà, còn để lo liệu các thứ nha. Dạ, lát nữa tới thăm ba. Quầy, anh cũng lên xe hả? Hey, ở đâu cũng gặp mặt anh mà. Cẩn thận đó nha, nè cẩn thận. Đừng có làm bác Hiền cho đi nha. Thế nào? Trung à, yên chí đi. Kiểm tra sơ bộ chắc không ai uống nhầm bằng có độc đâu.
Alo, Gia Dĩ. Em nghe nói là anh đã đổi về Hồng Kông. Cho nên em điện thoại tới thì cảnh sát hỏi bạn của anh đi lấy điện thoại của anh. Anh không ngại chứ? Bây giờ trường của em đang nghỉ hè. Nếu mà rảnh rỗi thì anh điện thoại qua Pháp kiếm em nha. Ok, bye bye. Lại là em. Có lẽ anh thiệt là bận rộn lắm, nhưng mà em rất mong anh điện thoại lại cho em. Chúng ta đừng có gây gỗ nữa nha. Bây giờ em thiệt mong nghe được tiếng nói của anh. Giữ gìn sức khỏe. Bye bye. Để thay đổi tôi hồi xưa đi vì nên hồi hình chân sắt con chân sông ta đi đó sông chỉ đâu đây là nhà đâu bị qua mày qua qua những sự khó giao tôi chỉ mong rằng nếu cùng ngồi ở trên sông nhân sao cùng đi yêu qua sự cô sự truy mê nhất trong chỉ yêu nên hồi xưa để cho họ như sao bị phá cho chỉ sống sống vì nên đi cả trong vui hơn kịch nan sao sao xin bay chân một không gian kỳ mong hiện vọng đầy hoàn sao bộ nơi giáo lộ hơn duy nhất.